Mình đi thăm rẫy, mình rẫy mì mình nha. Nhưng mà con kia này, này, cái thằng kia nó muốn muốn đi theo đó. Đi vô đi. Đó, nó thích đi theo mà. Hello mọi người nha. Hôm nay mình đi đi thăm rẫy mì nha. Tại đám rẫy mì của mình ở bên kia. Cái con chó của mình rất là muốn theo mình đi đi thăm. Mình đi làm nó cũng muốn theo, mình đi thăm rẫy nó cũng muốn đi theo này. Mình đi đâu nó cũng muốn theo ấy. Lì quá thằng này, đi đâu cũng muốn theo hết. Chơi theo nữa. Đây mọi người ạ, à, mình đi đi đâu nó cũng theo đây này, cái thằng con kia của mình này. Đi làm nó cũng theo đó, đi lên xe đó. Đi phun thuốc nó cũng đi đi theo đó. Mình đi coi rẫy, đi xem có mình phun trước này, chết chưa thì nó cũng theo nữa. Đồ mệt ghê gớm. Mày không đáng lẽ là mày ở nhà nhé, đúng không? Con kia thật là mệt lắm nhỉ. Một cái thằng này này nó thích đi theo đi chơi. Đây này, cái đồng hồ này này bẩn bỉu hết rồi này. Cái tay của nó này cả nhà, cái tay của nó dẫm vào đây này đó, tay của nó dẫm vào đây này đó, thấy chưa? Cái đồng hồ đồng hiếc nó bẩn bỉu hết rồi, được không này? Cái tay của con kỳ của mình này này, đúng không?
tới nơi rồi các bạn ạ. Mình xem đầm mình ở đây đã. Tiện xong mà mình xem đầm ở dưới kia nhá. Cả nhà nha. Ok. Đây. Đầm của mình tới nơi rồi. Cả nhà ơi. Trước là mình bữa là mình xuống rồi là mình phun đây này. Cây hôm qua là mình phun đây này cả nhà, mình cứ coi nó chết chưa đó. Nếu mà nó chết chết á mình đi phun lại nha. Đây chú chết nha, khô đây nha. Đó. Với lại đây chắc là mình quên bỏ sót này, bên này cũng dậy này, bên kia cũng dậy này, bên kia của mình cũng bỏ sót này. cũng có chết rồi nhưng mà nó chết chưa sạch. Từng khúc chưa chết này. Đây chưa chết nữa, xung quanh đây này. Kì. Đi chỗ khác. Đi xem đám kia nữa. Rồi xin mời các nhà mình đi theo chân mình nha. Ok.